Vốn lên đấm Misan nào, Misan ngã luôn nhá. 4-1. Mày hát là vô lắm, mày chết đi. Vô anh. 4-1. Gì á? Ôi, phải cứt. Phải cứt. Ê, phải cứt kìa. Quên, quên, quên. Mày sao không? Chó này. Sao? Con này láo tép thật đấy. Vậy thật đấy. Đến biết đây. Chạy chú. Chú chạy chạy chạy. Chú chạy đi chặn đường. Chú chạy đi chặn đường. Chú chạy đi chặn đường đi. Con kia. Mày làm gì? Hai thằng. Mới dáng thằng kia. Chú vào chú lão à? Thằng kia trông giống tướng. Hả? Thằng kia trông giống tướng thằng Khải. Chúng mày chưa gì lên đây nói chuyện luôn. Thằng kia trông tướng là Khải. Ừ. Thằng kia thằng đi sau này. Chúng mày đi cùng đi. Ủ lão bố tép. Cái này. Nó có đánh xem bằng gì thằng bố nó bố. Lên báo ngay công an. Ngay lập tức. Kìa. Chạy trước kìa. Kẻ nó đứng rồi nó chửi. Bọn này. Cái tao báo công an nhá. Bọn này ráo lắm kìa. Mẹ mày 4 năm hôm nay nó tầm kiểu rình rồi thôi. Vô chân cái chuồng nó xong rồi. Đi lên bố ráo cái đi lên xe, đi lên xem thằng đấy. Đây này. Nghe không? Mày hình diện chắc. Thấy không? Chắc vậy đúng không? Ừ, đúng không? Người nó cầm kim tiêm đâm chết được ấy. Bọn này nhỏ sợ đâm, cầm kim tiêm. Đâm kim tiêm đâm chết được không? Dính bệnh thôi. Bọn này là quá nhớ việc đấy. Sao? Mình kia sao? Mình kia sao rồi? Nó đánh vào đâu rồi? Ôi trời. Sao nhìn lăn lóc vậy? Có dám vào đầu không? Không vào đầu chua. Vào đầu cháu, đập đầu cháu ấy. Thấy không? Con cá vào đầu chết. Đánh vào lưng. Sao? Sao thấy nó không ới mọi người đấy? Mẹ bọn này chết rồi nhỉ? Có loại dầu không ấy không? Không có loại dầu cái nhỉ? Cầm gì dầu đi đó? Chúng mà không gọi người, không gọi cưới đây. Chạy đến bao giờ phải ới đây? Đánh cho thấm hết lưng ra. Đầu chắc không dám giáng mạnh đâu, nó không dính cá. Con này chắc con này thằng hôm qua gọi điện nhá, có cả thằng nữa không? Có cả cái thằng gọi điện đấy à? Bọn này không phải báo phản công an chứ, vậy bọn mình làm rồi chết, có cơ rồi nó đánh chết. Phải báo thật đấy chứ, nó cho đi tù luôn, nó lên phát rồi, nó không nghe đâu, chết nó ngang nó không nó không làm gì cho nó, chúng nó bù láo. Bọn này đầu tiên ấy, mình cứ nghĩ là nó chỉ là nó ghen ghét bọn mình làm YouTube thôi. Hóa ra là cái này nó bảo là phải bắt chia tiền, được tiền YouTube là phải chia đôi mới nó. Ăn chia cơ. Bây giờ là chắc là nó chỉ đòi tiền thôi. Nó cần tiền ấy, mới đầu là giả vờ là không thích bọn anh đóng phim này. Ừ. Không thích bọn anh đóng san, xong rồi là cái này nó mới bắt đầu giở giọng ra. Mẹ bố lắm. Nó lộ mặt thật ra. Vậy là nó mấy hôm là nó gọi điện là nó chỉ rình là nó bắt nhau chia tiền mà làm vậy. Liên quan gì nó đâu nhỉ chú nhỉ? Ừ. Mày đi xem ta xem nó có lên được nhá. Tiền thì có tiền đó mà cứ rồi chưa tiền, bố láo không được. Mà có thể nếu mà chưa cho nó, chứ có làm có gì không mà phải chưa. Hình hình xem chưa? Hình hình xem nó có lên không? Đâu?
hôm nay có mấy thằng à, rồi kìa, kìa. Đấy. Hay xuống hay xuống rình bắt nó. Xuống bắt nó có mấy thằng thì chết. Đấy, nó ở mấy thằng gì đấy. Bọn này bây giờ nó bẩn tướng lắm, nó không gì đâu. May vừa rồi hai đứa này có bị đánh không? Ừ. May đó. Ngày kia nhìn nó đánh kìa. Hai thằng đi, hai thằng đi. Vậy chúng mày nhá. Chúng mày mà vớ vẩn là đi tù luôn đấy chứ không vớ vẩn đâu. Nói mà biết. Cái thằng đội mũ một đen đó, nó đánh đồ tao mấy con đầu cháu ấy. Ừ. Đen đấy. Thằng mũ đội đen kia. Con đi không? Hôm qua chúng mày nó gọi điện phải không? Vâng. Thằng cao cao, tao trông giống tướng thằng cu Khải lắm. Kìa lại nhìn lại, cháu nhìn lại. Đấy, có mấy khi nó có thấy nó đâu chứ. Nó ít ra, ít đi đó. Nhưng mà thằng đấy cũng là em, thằng đấy khả năng em cứng của cái thằng Sam Chủ. Chắc phải anh em nó đi chơi, nó chơi với nhau lâu rồi. Có mấy thằng con như gì mới là mấy theo xong rồi đi học đòi thôi mua cái này cho cháu nghi là cái thằng đội mũ là cái thằng đầu chủ mưu quá chú ạ, không biết được chủ mưu mà nó đi, nhưng mà thằng đấy mà thằng Sam Chổ, thằng Sam Chổ kia mới thằng chủ mưu kìa. Yeah. Thằng Sam Chổ không nõa, nhưng mà thằng này hôm nào đúng mà gì phải bắt được Linh nó, không cần công an, không bắt hôm nào Linh đánh nó trận. Trói bây giờ mà nếu mà theo pháp luật mà trói nó mà không vô điều kiện cũng chết rồi. Nó mà gì nó đến mình có bằng chứng thì mình trói lại mình mang công an, nếu công an giải quyết chứ. À, không nào gì cũng quay video này xong rồi để cho nó phải khai nhận. Không biết vừa cháu quay được đoạn nó đánh á. Mà không quay không có mặt cơ. Nó đánh gì? Mà quay mà cũng không có mặt cơ, nó đi kín mặt vậy đi. Còn này là hai thằng này. Mới lại hai thằng hôm qua hôm kia thì ba thằng. Mà hôm nay có hai thằng thôi mà chúng nó liều dám mang hẳn cây đánh người. Mẹ bọn này mất dạy. Bọn này là nó hôm trước ấy là thấy bọn này nó bổ rồi phải được tiền. Cơ này nó cho nó đóng rồi nó vẫn quay. Đi xe máy là thằng chắc bảo kê khu này là nó đòi tiền, nó đòi chia đôi tiền cơ. Kể ra mà nó đóng phim với mình nhìn chia cho nó cũng được, mà nó có liên quan đến mình đâu nhỉ? Mình liên quan đến mình đâu? Nó cơ này là nó đòi bảo kê, là nó làm được tiền là nó bắt chia. Xong rồi nó bắt, nếu mà không chia nó bắt xóa đi. Nhưng mà mình có liên quan gì nó đâu. Đất chúng nó bảo kê, cái gì mà bảo kê. Đất đó là chúng nó. Bố láo biết thật đấy. Mẹ toàn mấy thằng nghiện ló đít rồi. Tôi đi lại chỗ đồ kia. Dạ. Thằng kia là thằng hai thằng kia. Hai thằng kia là mẹ mày hôm nay phải rình nó bắt được ngay hết. Chắc con căn giò rồi. Cháu gì chưa? Cháu gì nó là ở có mấy thằng người quán nước nó gì bỏ với nhau ấy chú ạ. Cháu gì nó mà quán nước mình ham đi qua quán nước nó ở đấy nó bỏ với nhau ấy. Mà ví dụ mà cơ này mà bọn mình mà quay không, bọn nó lại đến gần chỗ bọn mình thì lại lộ ảnh lên không đúng, lộ thằng này lên, mà cơ này đấy thằng này mấy bọn này một mình thì mà bọn mình đi quay thì nó lại lên nó đánh thì sao bây giờ. Đi về đâu rồi mình đi tìm chỗ khác đóng rồi nhé, chỗ nào xa xa
bao nhiêu thời gian rồi. Bọn này bố láo thật. Mà chúng nó làm sao mà cứ đòi tiền cáu vậy. Chúng nó còn trận giấy rồi dọa nó vậy mà chúng nó không biết cái đường nào. Chúng nó không tin. Hôm nay đi 2 tháng chắc mấy hôm nữa nếu mà cái tình trạng này rồi à nó là kéo đông lên rồi. Chết rồi. Nó hết đàn nó lên một cái chỗ. Hôm qua nó cơ gọi điện thì mày có ở đấy phải không? Vậy hôm qua nó rình nó thấy mày yếu 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 một đầu nó theo dõi nó rình đánh rồi mày mày mà nó nhiều mạng rồi đấy. Tao với ông Tuấn đóng phim được chưa bố cũng ngỡ là bọn mày kiểu hôm sau đùa cột nhau ngã không cơ xong rồi đuổi nhau rồi đó đùa đùa ấy. Một con đến này nó bù lắm thật đấy. Cơn gió mát đấy nhỉ. Khác còn nóng thôi. Đi về thì chúng ta nóng rồi xong rồi thì chiều đi báo quan thôi. Táo là có gì không? Táo là có cái gì? Nhà bắt được nó thôi. Ừ. Quay. Con này cơ nào cho con này tí tí nó cầm cái máy quay. Ừ. Ví dụ mà trường hợp đánh bắt đầu mình quay được trực tiếp này, còn tí tí chạy thôi chúng quay được. Cứ nhớ quay giấu giấu đi đấy. Nó giật nó đánh rồi, nó còn đánh coi. Nó mù láo lắm. Con này sợ. Chờ con đánh nhé. Chú cháu này nó đỡ chứ, chờ con này nó đánh thì chết đỡ. Là vị trí hôm nọ là không nhầm, vị trí hôm nọ nó đánh một trận. Mà không kinh. Chê. Hôm qua nó bỏ ông Tháp, hôm qua nó bỏ là nó ngồi đấy rồi, nó bỏ là 5 giờ chiều tối vậy nó xuống. Ừ. Xuống nhà. Ừ. Xuống nhà. Vâng. Để đòi xuống nhà luôn. Nó mồm tôi qua xong hôm nay chắc là nó thấy vậy, nó hôm qua nó mình bổ là không đóng tiền cho nó cay quá, hôm nay nó chắc là rình. Ừ. Đúng rồi. Ê, hôm nào đi qua, hôm nào quay mình gọi thêm một hai người nó đi. Được. Rồi nó đi trong cơ nhìn rừng nhé, nếu mà nó ho he thì bắt nó lại, lại bắt nó lại. Biết được còn đoạn này nó xác định đi tìm mình, nó nghiên cứu ngay. Nó lừa mình ngay. Chỉ dừng thì sơ mình đi một mình hoặc sao ấy, nó bắt ngay. Nó đánh. Cái này vừa rồi là phải tìm chỗ mới đóng không? Cơ vừa rồi là đến cảnh em Tham rồi nhỉ? Đánh đóng như với nhau. Đang đoạn thì đang đoạn chú với... Xong cảnh bọn mình đánh nhau đến bọn này rồi nhỉ? Vâng. Cái này thằng này có đóng rồi nó không chứ. Đóng vào lưng rồi có gì không? Đâu, đi không? Sưng nổ, tôi tím mấy cái lưng lên rồi đâu đó. Ông chú ạ. Thôi, về đi. Về đi. Về lấy dầu sao bắt hẳn rồi. Xem tình hình nha. Nó không đánh vào mặt, nó không đánh vào đầu à? Nó đánh vào đầu mà chắc đánh nhẹ rồi. Nếu mà... Chứ còn đánh vào đầu... Bọn này, mà bọn này khô lắm chú ạ. Bọn này khô lắm. Bọn này khô lắm. Nó không đánh vào đầu đâu. Nó đánh vào người đau thôi. Cái thằng tí nó đạp. Thằng đấy là thằng mất dạy. Thằng bố láo không tét lắm. Nó ăn nói... Hôm qua nó gọi điện nó ăn nói bố láo tét. Nước cá nó cất mất dạy thôi đồ luôn. Mẹ mấy thằng ấy toàn nhìn những cái thằng toàn những thằng nghiện. Nó còn một thằng nữa. Còn một thằng bé nữa cơ. Thằng đấy là thằng vớ vẩn lắm. Nhưng mà không biết thằng ấy nó đi đâu ấy, cháu không thấy. Nhưng mà hôm qua là có mỗi thằng kia nó gọi điện thôi. Xong rồi chắc hôm nay nó bổ với anh em nó là như vậy. Hôm qua là mình không đưa tiền nó như thế. Là chắc là hôm nay nó gì ấy. Ừ. Bình tĩnh. Mà không có chỗ nào đóng mà không đây không đóng được mà nó cứ rình thì chắc mình không đóng được đâu. Không đâu, nó mình nóng nó chạy lên nó bố láo ai ấy. Nó lỡ lúc nó gọi người lên ấy chứ. Mình nóng vậy rồi lần nó nhỡ có việc của mình ấy. Xem vậy đồ đạc rồi nhặt. Thế cái đồ chóng rồi quần áo bên kia thôi. Đi về. Dọn đồ đi. Đó đối mọi người. Đối xong cơ đi chuyển về đi. Dạ. À, nói kìa. Đó, bỏ lên như kia thì cái này mình đóng ở đây đóng cho được.
rình rình nó phá, nó cứ rình rình nó phá vậy đi. Mà cái này mà cho cái thằng kia đi cúng bọn mình đóng phim thì không đóng nữa, bởi vì nó vào mất, vào cam mất. Đấy, miếng này quấy nhỉ. Cái chiêu gạo gì đó đâu nhỉ. Nó mà đòi tiền thế. Mấy này nó bảo là nó tính nó bảo là mình làm YouTube tức đóng tiền. Ở đây mình chưa ai làm. Mình làm nó được đồng béo nó đâu tiền mấy năm mẹ như nó là giúp đấy. Cái bữa đây nó đi rồi bắt má chẳng gì viện mày cô nào chúng mày ba bốn thằng chúng mày lên đây nhá, chúng mày gọi thẳng ba bốn thằng lên đây. Đâu chứ chắc nó lại chạy xuống đấy rồi. Không về chứ gọi gọi người lên đấy. Đi 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 đi
Ok. Ok, trước đi cháu mới hai đứa về sao? Vâng, ok. Anh like cho. Anh muốn San bị đánh là diễn, là đóng phim. Đấy, 100%. Các bạn đang bị dẫn dắt rồi. Đấy. Này vẫn còn diễn phải không? Ui giời ơi. Diễn mà vẫn còn kinh vậy. Thôi thôi, đừng gì vi phạm chính sách YouTube ấy, lộ ra gì. Đấy các bạn ạ, thì rất là nhiều ý kiến có mấy bạn cũng không nhiều lắm, nhưng mà một số bình luận thì mấy đứa em mình nó nhỏ nhỏ nó đọc được. Nó bảo là 707 hôm trước bị đánh là diễn. Thì bọn nó sợ cái này nó không dám. Nên bây giờ mình có cả chú Mick San ở đây để sẽ nói chuyện để cho mấy đứa em mình nó yên tâm, nó đi đóng phim cùng bọn mình nhá. Đứa sợ hơn anh ạ. Không có gì đâu. Chào anh em nhá. Trông như thế là kiểu là đi cướp ấy nhỉ. Mình mới đi đóng phim về anh em ạ. Mình mới có video mới ở trên kênh chính rồi ấy. Bọn mình có video trên kênh Anh Muốn San mọi người ạ. Và bây giờ thì làm sao đấy anh Tuấn? Bây giờ bọn mình thông báo cho anh em một tin. Là bọn mình làm sao? Là mình bây giờ sẽ không đăng tải những cái video cuộc sống của mình, những cái những kiện đấy. Kiểu, lên nữa. Kiểu là mấy cái tình huống mà bị làm sao nhỉ? Hồ bị làm sao đấy, lên nữa ảnh hưởng, chỗ cứ ảnh hưởng đến bọn mình ấy. Mấy ngày hôm nay tuần vừa rồi đăng một cái sự việc của mình xảy ra, đó là cái nhóm giang hồ xóm anh em ạ. Nhóm giang hồ xóm thì nó gây khó dễ của mình. Mục tiêu chính thì là để bọn mình phải chia 50-50 tiền kiếm được từ YouTube cho bọn nó, chứ không phải là cái lý do ban đầu bọn nó nói là vì bọn nó ghét mình, bọn nó không cho mình đóng phim. Đấy. Mà cái mục tiêu chính là vẫn là tiền anh em ạ. Đấy. Chúng nó chỉ cần tiền thôi. Đấy mọi người nhá. Và chính vì bọn mình đăng tải vài cái clip lên thì cũng có rất là nhiều ý kiến bảo là một số bạn ấy, một số anh em ở đâu ấy bảo bọn mình diễn nha anh em nhá. Bọn mình diễn anh em ạ. Đấy, cho nên là bây giờ mình cũng kiểu không muốn đăng lên những cái tình huống kiểu như thế lên để cho anh em lại bổ vào bọn mình diễn. Hôm qua thì mình có ăn tiếng không chú? Hôm qua thì bọn mình có đăng tải một cái nội dung như này này mọi người ạ. Là cái cảnh này, nhưng mà ở trong video chính thì mình bắt buộc mình úp lên, xong mình bị YouTube không cho phép, thế là lại phải xóa đi. Và mình có úp ở trên link driver
đấy, link lưu trữ thì để phần mô tả. Nhưng mà thấy nhiều ý kiến trái chiều quá, thế là bọn mình cũng xóa luôn cả link đấy. Nhưng mà cũng một số bạn đã nhanh tay và tải xuống cái video này rồi anh em ạ. Đây này, đào về nhanh quá. Cái video này thì mình không muốn anh em lan truyền nhiều cái video kiểu này em anh em nhé. Anh em lại bổ là bọn mình đăng lên rồi xong mình gì xóa đi, bộ mình diễn đấy. Thực ra là bọn mình không muốn drama nữa anh em ạ. Tức là bọn mình không muốn những hình ảnh này lên nữa, thế là bọn mình xóa đi. Đấy. Thì ở trên TikTok là cũng nhiều anh em cũng chia sẻ cái video rồi đây nhá. Không ai tự nhiên đánh mình xuất sát bầm tím ra như này để mà làm video với mọi người nhá. Không ai là dở hơi hâm lòi như vậy. Tự mình đánh mình. Và đây không phải đau ra xong rồi để mà làm video rõ. Thì đấy là cái điều mà bọn mình không mong muốn, tức là bọn chỉ muốn xây dựng một cái cộng đồng, tạo dựng những cái video để cho mọi người, các bạn chúng ta cùng yêu quý nhau và chúng ta xem. Đấy, rồi thì các bạn cũng đóng góp ý kiến cho mình, ý tưởng cho mình nữa mà. Nói chung là cái này mà bây giờ mình mà đăng vậy xong rồi nhiều bạn này cứ bảo mình diễn thì thực ra thì cũng không ai muốn làm điều đấy đi đâu, nhưng mà mình đăng lên thì sợ cái này mọi người lại bảo à mình câu nọ câu kia. Chẳng lẽ mình tự hú vía đâu. Mình tự đánh mình đau là đau. Thực tế thì bọn mình chưa kiếm được đồng tiền nào cầm trong tay anh em ạ. Kể cả video này mình đang quay thì mục tiêu chính vẫn là để chia sẻ với tất cả những bạn đã yêu quý, đã ủng hộ bọn mình, nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình trong thời gian qua, thì bọn mình muốn chia sẻ vậy và chưa kiếm được đồng tiền nào đấy, nên là bọn đang hồ nó cũng đòi chia 50-50 thì bọn mình cũng không có khả năng để mà chia 50-50 anh em ạ. Hay là có khi mình mấy tập trước ấy mình đăng lên vậy, không bọn đăng hồ nó cố ý rồi đánh mình thì mình cứ đăng. Nó phải xem mà chú, nó xem thì nó mới biết, nó bảo là mình làm cái này làm kiếm tiền. Ở quê mình ấy có một cái ở quê mình ấy có một cái quan điểm như này anh em ạ, tức là ở trên mạng người ta chưa đưa tin là làm YouTube lắm tiền, nhưng mà anh em mình thì cũng mới bước chân vào nghề được có nửa tháng đấy. Chẳng thì chưa bọn nó còn đe dọa là bọn nó sẽ xóa kênh mình đi khỏi YouTube, nó bảo nó có công nghệ nào đấy nó xóa là cơ, thì bọn mình cũng rất là hoang mang không biết là như thế nào. Hiện tại ngày hôm nay thì mình vẫn ok, nhưng mà có thể là ngày mai bọn mình sẽ không ok được, nên là anh em có thể yêu quý mình thì đăng ký. Sorry anh em nhé, vừa rồi mình đang quay phim thì có cuộc điện thoại. Đấy, cuộc điện thoại của bố mình bảo là đi đóng ở đâu rồi. Đấy anh em ạ, bọn mình mục tiêu chính là quay video làm cái nghề bọn mình thích, tức là bọn mình cũng đam mê yêu quý phim chuyện nó theo anh em ạ. Mà đặc biệt là nếu anh em theo dõi lâu ấy, thì bọn mình ở bên kênh Pháp Sư bọn mình comment, bọn mình là fan cứng ấy. Nhưng mà dạo gần đây mình phải tập trung để bọn mình theo đuổi cái đam mê, tức là dành thời gian nhiều hơn để tạo ra những cái tập phim, những cái nội dung hay để chia sẻ anh em. Đấy. Nên là cái sự kiện ngày hôm qua nhá, mình hy vọng là anh em ví dụ nếu mà có thể ủng hộ mình thì ủng hộ, và anh em đừng có bảo là bọn mình tự đánh bọn mình xong đó à, để gây thương tích như này để quay video. Đấy, có mấy cái bình luận kiểu vậy nữa cơ. Ở trên TikTok. Chị không biết các bạn nghĩ sao nhỉ? Đấy nhá, Huyền nhá, Alpha nhá. Kìa kìa, hai đứa em mình. Đứa nhỏ nhất kia kìa. Là đóng Alpha. Này nó cúi sợ anh em ạ. Thì mấy ngày nay kiểu là bọn nó cũng ngại. Ngại nó cũng bảo bọn mình là thằng này cái này sợ rồi. Thằng này to như này còn sợ mà. Đưa cái lưng xem nào. Bây giờ Thôi, mấy lại không xem lưng. Hôm qua có cảnh lưng nên bị YouTube thế? Cảnh báo. Nên là anh em phải hiểu là ngày hôm qua mình, cái video mình đăng trên kênh chính ấy, mình cắt cái đoạn mà sâu lưng của 707, mình úp lên driver để anh em nào muốn thì vào cái link đấy xem, chứ mình không thể nào để ở trên YouTube được. Nhưng mà mình đã phải xóa cái link đấy sau 3 tiếng đồng hồ, tại vì một số cái ý kiến rồi thì mình cảm thấy nó không mình không muốn để cái link ấy nữa. Nhưng mà một số bạn cũng nhanh tay đào cái link ấy về rồi và úp lên TikTok mọi thứ rất là nhiều. Không biết kiểu gì nên đến xem đến TikTok mắt thấy đống này chẳng hiểu cái gì. Vậy là diễn à chú? Chú diễn phải không? Diễn biết gì đâu. Đây bây giờ mà cứ đăng lên vậy xong rồi các bạn bỏ mình diễn thì chết mình. Ngay cái này mình chú ơi, cái này nhá, cháu bỏ như này có một ý kiến như này nhá. Đây, cháu bỏ như này này.
chú sẽ đây, hôm qua thì là 707 bị đánh đúng không? Ngày hôm nay cháu tính là hay là mình sẽ lấy gậy đánh anh Tuấn. Hôm qua đánh ở lưng, hôm nay đánh bầm chân. Mình quay được video nữa. Hay là đánh Tuấn này để lấy một cái video nữa. Đấy, cái video nữa. Đấy là cái điều mà nó không thể được anh em ạ. Vô lý, không ai tự nhiên đi hành hạ bản thân mình để mà làm một cái video mà trong khi video lại chưa kiếm được tiền đâu. Mọi người phải hiểu cho bọn mình nhá. Nhưng bọn mình rất là sợ là những anh em yêu quý của mình ở đây này lại vì vài cái comment trên mạng mà lại bảo bọn mình diễn rồi thì thế nọ kia. Chính vì cái video ngày hôm qua chú ạ, thì nó nhìn nó thực quá. Đến mức độ YouTube còn nó còn cảnh báo là cái này hành động nguy hiểm, tức là máu me đấy. Thấy có vạch ra trông vậy thì mình biết trông còn hái ngoài này, mình trông còn hái rồi thì cái máy của mình là máy quay bằng điện thoại, nó không lấy được nét cơ chú ạ. Ý là không lấy nét được như cả máy quay đấy. Thế mà ở ngoài nhìn ra cả máu luôn. Nói chung là sợ thật. Bối nến tí bầm nó sợ. Bây giờ mà sâu mặt đi 77 ơi. Sâu mặt đi 77. Ê anh Tuấn dám sâu rồi đấy, dám bỏ mặt nạ lên. Sợ tay lái rồi. Sợ báo thù ấy. Bây giờ bộ không dám đi đóng phim cùng ấy. Thì tức là bọn mình cũng có gì rồi anh em ạ. Sợ. Tức là vì chính vì thế bọn mình không muốn chia sẻ nhiều cái việc của mình. Bọn mình sẽ tự giải quyết và nói chung là mình cũng muốn thông báo với anh em một chút là mình đã giải quyết cơ bản rồi. Về cái đội giang hồ rồi. Thì có pháp luật đã can thiệp. Cũng như là bọn mình sẽ có cái phương án giải quyết giúp hai thằng trẻ trâu xem nó sẽ như nào. Nói thật là nếu mà không vướng hai thằng trẻ con kia thì bọn giang hồ kia thì mình chỉ lý lẽ không. Đúng rồi. Còn cái thằng mà hai thằng kẻ con kia thì đánh cho nó thì đánh cơ này, mình đánh mình không quay lên làm gì. Đánh cho nó trận lê diệt kể cả mình không quay các bạn không biết được. Nhưng mà thực ra mình đánh người ta làm gì đâu. Bây giờ nó còn trẻ con vậy, đánh mang tiếng là thứ nhất, thứ hai nữa lại. Mình vi phạm pháp luật. Vi phạm lệnh. Mình cái mang cái tiếng là rẻ trẻ. Đấy. Lúc có làm sao ra mình lại lỗi. Ừ. Mình cái lỗi. Còn hai cái thằng xăm chỗ kia thì nó bây giờ chúng nó bố lão thật. Nói chung là bọn nó bây giờ nó không, hôm qua là công an vào lần bọn nó phải đi trốn rồi anh em ạ. Đấy, mình cũng nói thẳng vậy là bọn nó đi trốn rồi. Thì bây giờ bọn nó cũng không dám nghe điện của mình nữa rồi. Đấy, tại vì là hôm qua bọn mình có làm căng rồi đấy. Bọn mình nói với anh em là bọn mình làm căng rồi đấy. Chứ bọn mình không dám, ví dụ hình ảnh của các chiến sĩ công an mọi thứ mình sẽ không dám quay lên rồi. Nhưng mà những ngày tiếp theo thì không biết chúng nó còn giằng dọa gì. Nhưng mà hiện tại là bọn nó chặn lên số, mình cũng không dám liên lạc với bọn mình nữa rồi. Hiện tại thì nó cũng tạm ổn. Đến hôm nay là có gọi nó không nghe. Bọn nó không xuất hiện đâu. Hôm nay bọn mình đi quay phim là yên ổn rồi mọi người nhé. Hôm nay đi quay phim là không có một cái biến chuyển gì nữa rồi. Chắc nó mới công an mấy lần nó mù lá, nó mới sợ vậy thôi. Còn nó sợ, hôm nay bọn mình lui làm căng nó sợ rồi. Hai đứa kia con này cũng sợ. Nhưng bọn nó không dám đánh bọn nhỏ ấy đâu. Biết đâu đấy. Chẳng biết đâu được. Ủa, nó đánh thì mình không kịp say ấy chứ. Như hôm nọ đánh này bọn con kịp chạy lại đâu. Cái đấy mà mình không kịp chạy lại kỳ nữa gì nó còn đập cho nữa nào nữa. May là nó đánh ở chân này anh em ạ, ở chân thằng này là có một vết ở đằng sau bắp đùi này. Nhưng mà hôm qua thì bọn mình quay video ấy thì mình chỉ quay mỗi lấy lưng thôi. Nhưng mà bắt đùi thì một cái vệt nặng nữa. Nhưng mà bọn mình cũng cái này thì cái này vì là YouTube. Bây giờ YouTube cái kênh của mình nó rất là ít người đăng ký, nó kiểu là kênh còn non ấy, thế là dễ bị YouTube đẩy những cái hình ảnh máu me mọi thứ là mình không đăng được. Cái hôm qua mình liều mạng mình đăng lên YouTube thông báo mình phải xóa đi đăng lại. Xóa thì cắt đi trong soạn đăng lại. Đấy, mình úp lên driver và nhiều anh em đã tải về rồi chứ không phải là nói phép nữa. Bỏ nó phép bỏ mình nói không thì nó lại là một câu chuyện đúng không anh Tuấn? Xong rồi lại bố là mình đang lên vậy cho mình xóa đi đó, kiểu vậy ấy. Lại bố là nó phép thì thế tự tạo diễn ra đấy anh em nhé. Một tẹt rõ ràng là hãi bố mẹ đánh mà tôi mình đi cầm cái cây cho đúng không, mình đập vào người mình nữa này. Hay là cứ dáng thử chứ thằng này nó chịu được không, dáng thử trong có mà chết lục ấy. Đau lắm. Nếu trường hợp cái này mà nếu mà nó mà yên trí nó mà không có gì nữa thì mình vẫn đi đóng bình thường, mình cũng không sợ. Nhưng mà cái này mà không biết ngày 1, ngày 2 mình đóng phim mà nó hiện tại thì ngày hôm nay đã đóng yên ổn rồi, được nó một tập lên rồi. Nó mà lại
bắt đầu nó lại chặn đầu, nó lại đòi đánh nữa. Thì mục đích nó chủ yếu là tiền đấy mà. Ví dụ mình có, mình mà có tiền thì mình cũng không. Ừ đúng rồi, có tiền thì trong đấy thật đấy, mình có tiền mình bọn nó là giang hồ, bọn nó là dân chơi đây, nhưng mà mình cho nó tiền thì ít nhất nó vẫn nể mình rồi, thì nó vẫn kiểu nhưng mà nó quen thói. Ừ, quen sợ, rất quen thói đấy. Mà cho nó mình làm như vậy thì gần như là mình làm mình công sức của mình ăn chia với nó rồi chết. Mà nó được nước nó lấn tới. Hiện tại mình chưa có thì mình vẫn vậy, nhưng mà con này mình về sau nào mình có chẳng hạn phải không? À, ừ đúng rồi. Thì mình cứ lại phải chia đôi với nó. Mình chia đôi nó rồi. Xong đến lúc nó lại bổ làm mình được, làm được vậy được nhiều tiền hơn. Ừ. Mày giá vào, đấy, mày giá vào. Đưa thêm tiền cho tao cái thứ. Ấy. Đây này anh em ạ. Thì ở đây là có mình là em của anh Tuấn nhá. Đây đúng em họ này, chú họ này với hai đứa em nữa. Thì là mấy toàn người gia đình thôi mà. Người gia đình thì đang đi, tại vì Tuấn có cái ý tưởng là làm phim như này đấy. Thì vì là làm cái việc đam mê. Thứ hai nữa là ví dụ sau này mà may mắn mọi người ủng hộ nhiều, có tiền ấy, thì sẽ có nhiều khoản hơn để phát triển nhiều thứ, thì giúp đỡ gia đình. Ở đây là toàn bộ những người là người trong gia đình này. Đấy, họ hàng. Nhưng mà còn mấy bạn nữa, bạn của anh Tuấn thì quay xong này về rồi, tức là cũng hỗ trợ nhá. Tức là mấy nhân vật khác mà anh em thấy trong video ấy, tại vì đông mà, thì mấy người bạn của anh Tuấn thì cũng hỗ trợ anh Tuấn. Đấy. Rảnh thì mới đến được thôi, nên là phải rất là tranh thủ cái lúc các bạn ấy đến chợ, anh ấy đến chợ hỗ trợ thì bọn mình phải tranh thủ quay đấy. Nhưng mà không hỗ trợ lâu dài được. Nên là ví dụ mình mà phát triển được thì có tiền thì sau này bọn mình mới có team mạnh được anh em ạ. Đúng rồi. Nên nhờ được người. Ví dụ mình mà cứ ra công an kia mà là mình báo thằng căng người ta thì người ta cũng phải mất phí người ta đi lại cho mình, cơ này mình cứ báo một phát cũng không thể là gì được. Đấy. Đấy. Mới lại là mình mà không ổn định thì mấy người bạn của anh Tuấn cũng không dám hỗ trợ cơ. Cứ đánh nhau, suốt ngày đánh nhau thì xong rồi nó lại thế này thế kia, suốt ngày bị đánh, sợ ai còn sợ. Dạ sợ, em cầm camera còn sợ, chết cứt đây. Nhưng mà thường thường ba camera lại bất tử đây. Dạ, yeah. Alpha nha. Alpha vẫn sợ kìa, cái này có ai đây mà sợ. Ôi, đùa thôi mọi người ạ. Thì cái video này bọn mình ấy chủ yếu là quay cái lúc mà nghỉ ngơi này, cả nhóm mọi người đi quay phim về này, chứ video phải đăng lên chủ yếu để nói chuyện với mọi người, chứ không kiếm được một xu một tí tiền nào từ cái video này anh em ạ. Nói chung là mọi người ủng hộ thì đăng ký kênh, hy vọng là nếu các bạn nào mà không yêu quý, không yêu quý bọn mình thì có thể là xem kênh khác, chứ gồ là không phải nghe bọn mình, còn có các em nó đọc bình luận mọi thứ, nhiều khi bọn nó cũng chết cái tâm lý cái tuổi mới lớn anh em ạ. Các bạn nào không thích thì các bạn có xem hoặc các bạn lướt qua bình thường, xong rồi các bạn những bạn nào xem thì các bạn chia sẻ nhá. Huyền nhá, Alpha nhá, chú nói vậy rồi nên là không phải vướng gì cả, không phải ngại. Chứ mình diễn cái này thế kia ai đọc chẳng gì có chứ gì. Đấy, anh em ạ, cuộc nói chuyện này cũng là chủ yếu là để cho trấn tĩnh hai đứa em của mình nữa. Không có gì đâu, nói chung là ai cũng vậy thôi, người làm cái gì cũng phải khó khăn, có người gì nọ người kia, nhưng mà không, xã hội không ai thích mình hoàn toàn được đâu, phải có người thích người ghét, đấy là điều bình thường. Thực ra người ta các cụ bố có câu sự thật bất lòng, thường thường mình bày sự thật lên đấy thì người ta lại bảo là mình diễn mà đấy, những cái mà người ta giả dối thì người ta khác lại tin đấy, đau đầu vấn đề như vậy chứ. Thôi giờ cháu kiểm tra lên kế hoạch mình quay cái gì quay tiếp nhỉ, ngày mai lên video gì đó nhỉ. Yeah. Hôm nay là yên chí rồi nhá, bọn nó không dám gọi điện nữa nhá, không dám nghe máy nữa nhá. Rồi thì cũng không dám quấy rối bọn mình nữa nhá. Hôm nay yên rồi. Đúng rồi. Sợ nhất là một vài hôm nữa kìa. Sợ nó lại yên đi. Đấy, anh cầm điện thoại đi. Đi, mình đi đây. Về chú. Ông ấy xấu mặt đi, anh Tuấn xấu mặt đấy chứ. Giạt chết vậy thì không đi về đi. Nhìn làm sao được. Giạt chết bố này, giạt chết lắm. Đi vẫn gặp kiếng nha, đi vẫn gặp kiếng nha. Đấy. Đánh một nhát rồi cơ này lên mang tiếng, sợ mang tiếng. Kinh cơm. Em nữa có đi đóng cứ để ý vào, hệ trông bọn lạ lạ nào phải để ý. Chạy ai? Ừ, chứ không thì lên chỗ. Cháu nghĩ là ít bọn nhiều người không có đâu, bọn nó chắc bọn sợ rồi. Nói chung là một mình thực ra mình có khả năng cản được, chỉ cản được vài đứa thôi, còn nó đông là mình một mình chịu, không đánh không sao được, mình phải chạy mình kháng lại thì nó đánh chết lục chứ. Dại mới đánh nhau bây giờ. Bây giờ nó chạy ai nữa. Bọn nó không. Bọn nó không cần cái gì, bọn nó thậm chí đi tù cũng được ấy. Mình phải có cuộc đời, cuộc sống mình phải không? Đấy, cơ này em bảo là video cuối cùng em đóng cùng mọi người, vậy thì anh em đang nói với nhau mày tự mày lại đi nói là
À, bây giờ video này đóng nốt cho anh video này cuối cùng rồi cũng đóng nữa thì làm sao? Anh em đang đóng với nhau bình thường. Chẳng làm sao cả. Mà có phải là ai cũng được như vậy đâu, cái này mọi người đang ủng hộ mình nhiều ấy. Mà đấy, anh nói thật luôn là vlog đấy anh quay lại cho mọi người xem rồi mọi người thế thế nào chứ, cái này bọn anh có mấy anh em mình nhá. Đấy anh em họ. Đấy, hỗ trợ nhau. Bình thường thì cứ lại bổ vậy thì cái này bọn anh biết kiếm được ra người mà người nó lại không phù hợp á. Đấy, chẳng lẽ hôm nay anh Phá lại đóng vai của em mà nó tí như này, nó lại không đóng được nhiều vai. Nếu tí vậy nó không sao được bảy bảy mà em bây giờ đang đóng vậy, người ta các bạn trên mạng đang nhìn thấy em đang yêu quý kiểu người như em vậy thôi em lại bổ là vậy không đóng nữa thì sao? Vấn đề là cái này này, cái này mà em mà không đóng nữa thì bọn anh lại thiếu người. Nên cả nhóm mình thiếu người đóng làm sao được. Với bọn Chara, bọn Huyền này cũng muốn đóng này, Alpha nó cũng muốn đóng. Đóng vui này, mọi người ủng hộ mới lại là, ví dụ sau này mình kiếm được tiền ấy thì mọi người mỗi người một ít tiền còn trang trải cuộc sống, còn lo cái nọ lo cái kia, mua đồ nọ đồ kia để sắm sửa gia đình. Cái này em con này em lại muốn là không đóng nó đến đấy được, còn em anh thỉnh thoảng anh còn nhờ được mấy đứa bạn của anh nữa, đến lúc mà em lại không đóng nữa thì bọn nó lại bảo là đấy thằng em mày nó còn sợ vậy thì bọn tao không đóng nó đâu thì sao. Thì đấy, ngay vấn đề là bạn của anh Tuấn thì người ta còn hỗ trợ mình, cái này em lại nói là em không đóng nữa. Người ta thấy vậy người ta bảo là thằng đấy nó còn sợ chứ bọn tao bây giờ bọn tao chỉ đi hộ mày tí rồi mà lại bị đánh thì mà cái vấn đề đấy đã giải quyết xong rồi, ra ngồi giải quyết xong rồi, cái này bảo bố em cấm mà vậy thì tại sao mà hôm trước thì bố em nhiệt tình như thế bảo đi đóng cùng anh, bố em cũng thích như thế mà hôm nay lại quay ra bố em cấm là sao? Cấm thì bọn này công việc là lành mạnh nhá, mình không ăn trộm ăn cướp gì cả, mình làm việc rất là lành mạnh, mình không làm cái gì ảnh hưởng đến ai cả, mọi người ủng hộ rất là nhiều. Cái này em lại nói là bố em cấm, bố em không cho đi đóng phim nữa. Chịu ui. Này Alpha nó tí nào như thế này, cái này nó còn đang rất là muốn em thấy đóng phim. Nó đọc được bình luận của các bạn là yêu quý ở trên mạng ấy, nó cũng thích muốn đi đóng mà cái này em lại bảo vậy thì đấy, chẳng biết làm sao nữa. Mẹ Alpha cũng ok mà cái này bố em vậy. Em phải bảo em chứ, cái này vấn đề tháng hồ là mình giải quyết được rồi, ok rồi hôm qua rồi. Em về em phải giải thích với bố em như vậy. Mà không được nữa thì cái này vào anh nói chuyện cho. Cái này bấy nhiêu anh em mình vào thì nói bố mày, bố có nhà không? Cái này cái vấn đề anh em mình đóng phim không ảnh hưởng đến ai, không làm hại ai. Chẳng làm gì cả, chẳng đi. Làm gì thì xấu, chẳng ăn trộm ăn cắp gì cả. Chẳng ăn trộm ăn cắp gì cả. Cái này vấn đề duy nhất là cái này mà em mà nghỉ ấy thì bọn anh cũng không có đủ anh em để mà quay phim, mỗi cái phim này phải nhiều anh em lắm chứ, anh em mình đấy, anh em nhiều như mày ấy, mới có cái đóng nhiều diễn nhiều của em rồi nó mới quan trọng, nhưng mà những cái kia thì nó có thể mượn được người nhưng mà nó không kiểu diễn được như mày ấy. Đó mua đó, không có nhà đó, nhà của anh em mình đi kìa, vào đây anh mở lên bảng cho chú đấy, thằng tức là như sao nhỉ, thì thằng em để nó đóng phim mấy bọn cháu nhá, không thầy phim khỏi để cho xã hội đen đánh vậy không đi nữa. Trời ở nhà ấy làm thì khác, chú bây giờ nó đang đóng mấy bọn cháu về bình thường mày, chú lại bỏ lại không cho nó đóng đóng còn đóng phim thì phải lành mạnh, cái đóng phim để cho xã hội đen nó bỏ đánh qua vậy thì tập chết người vọng ra. Đâu, bọn cháu không đi đâu hết mà, nhưng mà chẳng qua là ở nhà đi gặt cà lúa chín đỏ ngoài đồng nữa à. Bọn đâu bọn nó mua láo thì vậy bọn cháu qua bọn cháu giải quyết rồi. Bọn cháu gì rồi mà không đi đâu hết, bọn cháu giờ các chú các anh ngoài kia rồi các mấy chú công an nữa rồi không phải lo à. Cái này cháu bảo như thế à, đấy là cái mấy thằng đấy thì chú cũng biết rồi, bọn nó là bọn lớp ca lớp cất rồi thì vô công rồi nghề, bọn nó thấy anh em bọn cháu làm được một chút ấy, các bạn trên mạng ủng hộ thì sau này bọn cháu sẽ có nhiều cơ hội hơn, có điều kiện hơn để mua đồ nọ đồ kia, rồi thì ví dụ mà sau này có may mắn ấy thì kiếm được tiền rồi còn lo cho tương lai, rồi mua sắm đồ đạc cho bản thân mình nữa rồi gia đình nữa. Tao không biết được nó và thì đánh tỏ chết người là ngợ đấy, vì thế nên nó mới ghen ăn tức ở, nó mới tên nó tự ở, nó mới đe dọa bọn cháu vậy chứ. Cái này bọn cháu chẳng lẽ đâu hết ở nhà. Bây giờ chú bố nó ở nhà với bọn cháu nên là lại thiếu người chú. Anh em với cháu đang đóng với nhau bình thường. Tao không có đi nữa, là không có đi. Phim khóa thì để có đánh cho ngày xưa rau để ra đó tao có dám đánh không. Còn bây giờ để đánh tao chết người gọi như vậy.
Thế ra ngoài không may thì bọn nó bố láo thì nó vật. Thì bọn cháu giải quyết hôm qua rồi thì. Cháu giải quyết rồi. Tao không biết được, nó còn đánh nữa, nó còn vào nó đe nó còn đánh nữa. Nó đen, nó mà đen thì đi tù. Cái này nó bảo nó bảo tao ạ. Bọn cháu nhờ các chú nó bảo nó, nó bảo bảo chú á. Ừ. Nào. Ừ, ngày hôm qua nó vào nó bảo vậy không lộ tao với bộ về mà nó đi cái này nó mới về thì tao phải bảo cái mày không cho nó đi tao không kín nữa. Nó đen, nó đen, nó chỉ đám đen thôi chú, thấy mấy thằng lót nhót đấy thì nó chỉ đám đen chứ nó làm gì. Mấy thằng con đấy nó làm gì cái gì đâu mà chú. Không biết nó à. Bộ là hả mà đóng phim là nó còn đánh nữa. Đánh gì, bọn nó mà đánh thì bây giờ. Có đi đó, ở nhà đi gặp. Dạ chú cái này. Ừ. Cái này mà em nó mà nghỉ thì bọn cháu cũng cũng không biết làm phải làm ăn kiểu gì nữa. Nó có đi là cũng có đi. Nó một liền hai ba hai ba. Người chán đấy. Đi có. Nhà không qua được đầy việc của lòng. Thì nó đi để sau này cũng là vì xây dựng cũng, công việc mà. Sau này nó cũng gì chứ chú, có phải là nó đi chơi đâu mà. Đi đánh tọt hết rồi. Lát nữa cháu cho chú đọc cái bình luận của các bạn trên mạng. Các bạn kiểu cũng yêu quý nó mà. Thì sau này nó mới có cơ hội làm cái kia chú. Đi gặp, không xin phó ai hết. Đây, chú đi gặp cháu thì... nói vậy rồi mà. Nhá, chú nhá. Có chín rồi không có đi thôi. Lúa chín thì bọn cháu hôm nay bọn cháu dành một ngày gặt cùng là được chứ gì? Hôm nào là gì thì bọn cháu đi gặt cùng, xong rồi gặt xong bọn cháu để cho em nó đi đóng viên cùng bọn cháu. Gặt cho tụi mày vậy chứ nó bảo là nó còn đánh nữa. Nó không dám đánh, nó chỉ nói thôi. Bọn ấy chỉ dám nói thôi chú ạ. Hôm nay bọn cháu làm nó không dám, sao nó không đánh đối thay, đánh cho tật cười nó đối thay, sao nó không dám? Nó bảo đây nó mới lần đầu tiên là nó đe vậy thôi đấy, còn lần nữa là nó có thể nó chặt. Chú làm sao ấy chú? Không dám đâu. Tao không có đi đánh cho rồi. Đầu có vài tay rồi, vỡ đầu vỡ óc. Bọn nó chỉ dám vậy thôi, mà dám một lần thôi, nó không có lần hai đâu chú ạ. Bây giờ chú nó đang nóng với bọn cháu vậy chú bọn là chán đấy. Có đi đó, có gì đâu mà. Và bây giờ bọn những cái việc cái bọn cháu giải quyết được rồi. Nó giải quyết xong hôm qua rồi. Bây giờ không phải lo, nó không dám đánh nữa đâu. Thì việc thì cái này là bọn cháu, mấy anh em bọn cháu sẽ gỗ vài ngày nữa mà lúa chú cần gặt thì bọn cháu vào. Không phải là gây gặt đâu, mà đi nó đánh vậy tao không tin tưởng được, đánh qua tọt hết lưng ra về, cơm không ăn được. Thì bọn cháu về bọn cháu bảo kê nó được chưa chú? Nếu bọn cháu để bị em nó bị đánh thì bọn cháu sẽ chấp nhận, bọn cháu chịu hết. Nói chung là nếu chú muốn làm sao cũng được. Cái này em nó mà nghỉ thì bọn cháu cũng bất lực luôn, bọn cháu phải nghỉ luôn. Phải nghỉ à? Nó đánh vậy tật ra rồi hôm qua tao phải mua dầu nó bót cái nó đấy. Cháu bây giờ mà nghĩ các bạn anh em bạn bè trên mạng người ta đang yêu quý xem mày làm sao làm nó để cho em nó bị người ta đánh vậy thì bọn cháu không đấy, bọn cháu bất ngờ chứ bọn cháu không muốn để bị đánh đâu. Bọn cháu đang quay phim ở trên kia thì thằng này nó chưa phải cảnh của nó mới lại mấy đứa em này đang ngồi thì mấy thằng hai thằng phải không? Hai thằng nó xông vào nó đánh chứ bọn cháu nếu mà ở cạnh bọn cháu sao là để cho bị đánh được? Làm sao mà tự nhiên nó lại đánh vậy? Nó láo ghét, mù láo ghét nó ăn. Ồ, qua đi nó là gì ấy? Đánh rồi, đánh vào đầu, vỡ đầu rồi. Dám nó, bây giờ nó chắc không dám đâu. Nha chú nhá. Cứ để em nó đi ấm của bọn cháu một thời gian xem thế nào. Nhà làm việc. Nếu mà một lần nữa bọn cháu ông chú ngủ làm không sao? Không quay là không có đi. Để đi nó chỉ cả thì nó thẻo nó đi cơm nó quan đâu phiền mới khóa cái gì cơm không ăn thì nó ở ngoài nó ăn cơm với bọn cháu rồi còn đâu đó. Thì về chắc nó không ăn nữa thì chắc nó không bầu chú thôi mà. Tao thấy nó đánh cho vậy đau ấm hết người gọm ra không được gì mà lần nữa nó bảo nó còn đe thì nó còn đánh mấy thằng tí thôi mà không đánh được lại nó thế là nó thằng tí là cái thằng khác chú ạ của thôi thằng đàn anh của nó thằng đàn anh nó xui à. Thì bọn thằng tí nó chỉ đi theo ngu đần thôi, nó theo thì bọn cháu cái thằng đàn anh cái này bọn nó không dám liên lạc với bọn cháu rồi, bọn cháu báo công an thì nó không dám liên lạc nó rồi. Nó không biết nó đánh nhau rồi xong lại vào nó đe cơ. Tao cũng còn đi đâu. Nó đe đe mấy hôm trước thôi, nó hôm qua. Nó còn ráng nó đâu mà hôm qua bọn cháu bắt được nó rồi, mấy thằng tí rồi thì bọn cháu cũng thì giải quyết rồi. Tao không có đi nữa, đi đánh thôi. Đầu không phải tai. Mượn bọn cháu này anh em bọn cháu chỉ chơi với nhau chỉ ở đây chỉ có bao nhiêu anh em bọn cháu mượn hết rồi mà bây giờ nó đang đóng quen rồi đấy anh em bọn cháu anh em nói chung là anh em trong nhà thì bọn cháu mà mới bọn mày không đánh được chỉ đánh thôi
thì bọn nó cũng đánh hôm nọ anh đánh anh Tuấn rồi. Đâu rồi nhưng mà đấy lâu rồi. Nhưng mà hôm nọ là hôm nọ là bọn cháu đang đóng phim, cháu với chú thì đang đóng phim. Có mấy bọn cháu chưa báo công an thì nó quen. Rồi hôm nay bọn cháu báo công an rồi, chú không phải sợ. Không, mày làm ăn rồi. Cháu nhờ mấy thì chú thích rồi. Chú thôn rồi, chú rồi. Thích lưng rồi bạn. Chú nhìn thấy bọn cháu làm ăn thì bọn cháu có phải là làm ăn gì đâu. Cái này bọn cháu làm ăn đàng hoàng tử tế, không động chạm đến ai, là người ta động chạm vào mình chứ, chứ có phải mình động chạm vào người ta đâu chú. Tao không có đi là không đi chạy. Mà thằng này hôm nay ở nhà cởi quần áo giả, bộ lóc phim ở nhà cả chăn vịt kìa. Chú vậy. Cái này cái vấn đề là mình sai cơ thì mình biết sợ. Còn cái này cháu chú làm sao vậy? Anh có vậy thì đi đâu lóc đóng phim không bỏ. Không có đi là không có đi. Làm sao mà bây giờ nó rắm nó đâu mà chú. Chú là chú phải ủng hộ chú, bố nó phải ủng hộ. Cái này là vấn đề là mình đúng thì mình phải chấp nhận là mình đúng, mình phải kiên quyết tới cùng. Cái này bọn nó sai biết nhà nó rồi, xong nó bảo mình không đóng phim là chú mà không đóng phim. Thì nó bộ vậy mà thằng này có đánh được lại ở đâu, nó đánh lại con nó lại vào đây đe dọa nó đập phá vào tao cũng được. Giải quyết sao vậy? Tao không cho đi là không có đi. Thì bọn cháu cái này vấn đề, tức là chú đang thắc mắc là bọn nó còn đánh, nhưng bọn cháu giải quyết thằng đấy rồi. Giải quyết sao nó bộ âm ra nó còn chủ nhật nó đến. Bây giờ nó không dám đến nữa đâu. Hôm qua nó giải quyết xong hết rồi. Dạ nó đi gặp thằng nào nhà phá phá cửa. Làm sao nó phá rồi phá rồi. Nó chẳng thấy công an đâu. Mày báo là thấy công an đâu lúc để thằng bé đánh cho tọt chết lưng. Nhà đi gặt cháu biết là sao, chú nói vậy cháu. Vì hôm nào gặt bọn cháu gặt cho chú làm sao cứ phải vậy mà. Nó được lúa bấy nhiêu anh em bọn cháu túm vào gặt cùng nhau phát là xong chứ mà. Một buổi thì xong thì đâu mà chú bị lo cái việc đấy. Đi lại nó đánh cho rồi có đầu có tai, thì ốc có tai rồi. Đi hai anh quên. Không cho đi đó chú, mày tìm người khác vào đó. Thì cái bọn cháu cái này anh em là cùng nhau thôi chứ bọn cháu tìm được ai hả chú? Mấy hôm mà thi về thì lũ thôi đánh cho không có khoe bố. Rồi thi tắm thôi nó cởi ra thôi. Hôm sau bố bọn cháu hội đen nó đánh. Xong cho rồi đi ra đi đóng phim. Không phải đi không bảo vệ được nhau rồi đóng. Cho nhà làm ăn gì ra. Cháu ăn rồi. Cháu nhờ mấy chú ngoài kia rồi. Mày lo quá à. Tao không nghe đúng mày. Vậy có cả chú đã đi đóng với cả chú bọn cháu lắm mà. Chú cũng không can thiệp được vào và để đi đâu mà để nó đánh vậy. Thì hôm qua chú cháu bắt được hai thằng rồi, đem bọn nó rồi. Chứ có phải là không đâu. Hôm đấy là bị đánh, thằng em bị đánh là do bọn cháu không ở đấy. Cháu đang viết ở đằng trên kia xa xa thế là bọn nó đình nên lên nó đánh bất ngờ, chứ còn nếu mà ở gần bọn cháu thì làm sao bọn cháu để nó đánh được. Tao không biết chú mày, tao không có đi đâu. Ngoài đóng thì không, thầy đó. Để xem rồi. Ở nhà tao lắm việc lắm. Lắm việc thì cái này biết. Mà đi ra xã hội nó đánh như vậy. Việc thì bao giờ có việc thì một cháu bọn cháu bảo hộ 1-2 buổi xong hết nhiều thì cháu bảo giáo hộ rồi cho em đi giáo phí bọn cháu không có ăn đó kệ chúng mày. Bây giờ chú bộ nó không đóng nhờ người khác, chúng mày ai nhờ cơ mà không phải ai đóng được như nó đâu. Nó đi nó ra để người ta đánh người ta không có đi ở nhà lại. Chán đấy. Vậy, vấn đề cái này là bọn cháu mấy anh em cháu đóng cùng nhau, cả nó thì cũng nó đứng một cái vai trò trong một cái nhóm này rồi, ví dụ là nhân vật của nó đảm nhiệm rồi, bọn cháu không đảm nhiệm được. Mà chú nói vậy thì khác gì chú đang bảo bọn cháu là nghỉ cả đi. Còn nhiều người lắm, thằng này hay là tiêu cũng có thao mà có đánh nhé. Nhiều chẳng có ai rồi, cái này xóm mình chẳng có ai cả, chỉ có mấy thằng giang hồ, chẳng lẽ bọn cháu lại rủ mấy thằng giang hồ đi đóng à? Chú nhìn xem xóm của mình có đóng biết gì đâu, nó chỉ mua lão thôi, đóng gì mà đấy. Chê, đồ. Anh em cháu là đóng cái này. Mày bố ai, tao và mày tao không cho đi nữa. Ở nhà làm với tao, đi vô đánh rồi. Chú nói vậy,
quần áo nó giả các bác cái rồi thì các ai chứ rồi thì ở nhà làm không đóng á. Vì nó thích đi đóng mà chú cấm cản nó vậy. Chú mấy thằng giang hồ thôi mà. Chú phải cho nó ủng hộ nó chứ. Cầm cây cầm gậy để đập vào đầu thì sao? Làm sao được đập vào đầu? Ủa mày đi đi, không rủ rê đó. Tao không có đi đâu, phim mà ốc phim khó. Làm sao? Bây giờ nó nóng hơn chóng vậy rồi. Đi về đi. Rồi quần áo nó giả các bác rồi đi. Nó cơm ăn. Không nóng phim nó khó lắm. Chú căng thế, cái này đấy. Nó chỉ dám nói thôi, cái này là vấn đề bọn cháu. Nói vậy không biết là không có đấm đâu. Thì biết được rồi, bây giờ chú thì cấm cản rồi. Nha chú nhé. Không có đi nữa, không có đi. Cái gì bố? Là cấm cản nó mọi đường đâu mà. Có việc gì đâu, cái gì thích cái gì. Ôi, không phải đi về đi. Ông gà bụi rê, về đi vào thay quần áo đâu, giả đó. Ôi chú ơi, nó đi đóng không có đi chỉ anh chị về nốt lần này chú rồi vẫn cháu không có đi không một lần nữa thì bọn cháu xin chịu hết trách nhiệm không chịu thì tao không có chuyện tao không nghe đâu đi không lắm mà. Đi về đi à, ủa thôi mà không hôm nay cởi quần áo ra ra khai đấy chán chú nói lại chú cái hôm lúc đầu đi đóng thì chú lại chú còn ủng hộ chú còn bảo anh cháu phải đóng chịu khó mà làm đóng lần mạnh như đánh để cho cháu hùng ra nó đánh vậy thì cái này đấy là vấn đề của bọn nó chứ bọn cháu mày nó còn cầm cây nó đập tôi nhưng mà vấn đề đấy là vấn đề của bọn nó bọn mình bọn cháu vẫn làm ăn đàng hoàng vẫn lành mạnh thì còn ra xã hội thì bọn cháu phải chấp nhận là người ta có người ghét người không ghét chứ chú. Xã hội nó vậy nhà chú có phải ai bọn cháu mà cái này mà đóng phim thì người khác ai mà đi đóng phim mà đi xã hội đen lãnh đâu thì vậy thì bọn cháu phải rút kinh nghiệm lời nào không qua đi đóng thôi chú bây giờ chú cho nó đóng bọn cháu đi thôi đi về không có đóng nữa rồi đóng bọn cháu cởi quần áo ra. Đó một lần nữa bọn cháu xin chịu trách nhiệm không qua đâu cũng vậy vì tao cầm cây tao phạt thôi để chú gì đi cái này chú nói chung bình tĩnh lại coi là bọn cháu để cho chú mà không qua rồi không qua đi về nha đi về đi quạt này đi về không đủ đây ta cởi quần áo ra giải anh đấy anh chiều đi gặp đi về đi không qua lắm nữa thôi anh Tuấn đấy không lắm cứ để quần áo ấy, cái nào bọn cháu lấy sau cởi ra giả không cái nào vào lại ngủ đi không cho đi nữa đâu đi rồi chú anh pha bên này anh pha hay anh pha đóng anh pha anh pha mà đánh đóng bởi vậy mà chỉ đi tại đó tại là mấy thằng giang hồ đánh chú này chú cũng lo chứ thực ra chú cũng đi hôm đầu chú đấy quá chửi chuối đấy chuối đang bị bố chửi không bị chửi à mấy mày bị chửi không đang bị chửi em ạ đấy chửi phải không mày để xem thế nào
Không phải đâu, chứ là chú cũng không gì đâu. Chú không, chẳng qua là chú tức quá. Thì cơ nào mình bố chú đi đóng phim cùng mấy mình ấy, vào khuyên nó chú nói. Thì không đấy, thì không đầu thì chú cũng bảo mình là đóng, đóng chịu khó mà làm mà chịu khó mà đóng vào đi. Chú còn đọc bình luận trên mạng, chú còn thấy vui thế, nhưng mà nói chung là cơ này bố thì phải chạy, bố nhìn thấy con bị đánh vậy thì ai cũng vậy thôi, nhưng mà cứ chắc cơ đang nóng thì nói vậy thôi. Cơ nào mình làm về xin lại rồi đã. Thôi về đấy. Thôi mọi người ạ, nói chung là mình nghĩ là cái này chú đang nóng, nhưng tại vì là con bị đánh như thế thì nói chung là mình cũng chưa biết đâu. Bọn mình sẽ phải về về nhà chú mình và nói chuyện đi. Về nhà chú nói chuyện thôi. Cái này nếu mà không đóng được thì anh em mình đóng làm sao được. Chú người mà. Chú người. Không phải ai cũng đóng được chú nhân vật như nó đâu. Dạ. Để làm sao đây? Sáng. Sáng gì vậy?